Chào mừng quý vị đến với chương trình Sống với Dây Sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng thứ ba ngày 21 tháng 6 sẽ mang đến cho quý vị những thông tin chính sau đây. Cần sớm có khung pháp lý về tài sản số. Hồng sấy sản phẩm trực tiếp của người nông dân ở vùng Đơn Dương Lâm Đồng. Ifi Orata, lễ hội hoa nghệ thuật 300 năm tuổi ở Italia. Và tay vợt Alex de Minaur bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch ở giải ATP Eastbourne. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp về việc chấp hành quy định của pháp luật trong cung cấp nội dung trên trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cung cấp văn bản chấp thuận của cơ quan báo chí đang cho phép đơn vị được trích dẫn nguồn tin bài viết để đăng tải trên trang. Sở sẽ tổng hợp nội dung này và báo cáo với Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định. Bên cạnh đó, các đơn vị cần rà soát, tự khắc phục đối với những nội dung nêu trên, chấp hành các quy định liên quan, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 2 tháng 7 năm 2022. Sau thời hạn quy định, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ kiểm tra và xử lý vấn đề này theo quy định của pháp luật. Nhằm thúc đẩy ứng dụng những công nghệ mới và ngăn ngừa rủi ro tiềm ẩn trong đầu tư tài chính kỹ thuật số, thì việc sớm ban hành khung pháp lý về tài sản mã hóa và ứng dụng blockchain tại Việt Nam là rất cần thiết. Các chuyên gia cho rằng tài sản mã hóa hay NFT đã tạo ra nhiều cơn sốt về giao dịch. Tuy vậy, thị trường này khó kiểm soát và chứa đựng nhiều rủi ro từ việc không có cơ quan quản lý. Điều này cũng gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong xử lý các tranh chấp đối với giao dịch tài sản số. Ta đang ở trong một cái dự thảo quy trình sửa đổi cuối cùng đối với cái dự thảo luật giao dịch điện tử mới. Chúng tôi rất là muốn cơ quan nhà nước sẽ xem xét và bổ sung thêm những cái định nghĩa pháp lý để lần đầu tiên chúng ta sẽ thừa nhận cái sự tồn tại ở cái khía cạnh pháp lý này đối với các cái tài sản số của Việt Nam hiện nay. Sẽ cần phải sớm ban hành những cái quy định liên quan đến thuế, sàn giao dịch, các cái yếu tố bảo vệ các nhà đầu tư. Sớm ban hành khung pháp lý sẽ còn tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các công nghệ mới như blockchain, tránh tình trạng chảy máu startup như hiện nay. Còn đối với các nhà đầu tư, trong khi chờ đợi khung pháp lý được ban hành, cần tỉnh táo, có hiểu biết kỹ càng trước khi tham gia vào các giao dịch tài sản kỹ thuật số. Mùa hè đến, những môn thể thao ngoài trời càng được ưu ái. Bên cạnh những bộ môn đã khá quen thuộc như là đạp xe, chèo súp, thì thời gian gần đây cưỡi ngựa đang dần được giới trẻ Thành phố Hồ Chí Minh ưa chuộng. Cưỡi ngựa không chỉ để giải trí mà còn rèn luyện thể chất, giúp người tham gia có thêm hiểu biết về thế giới động vật và hòa mình với thiên nhiên. Cảm giác nó hơi lạ lạ, cũng vui, nhưng mà cũng hơi sợ một chút, nhưng mà thấy nó cũng hiền, với lại dễ sờ lông nó mượt, dễ thương. Con không có sợ, con thấy nó rất là dễ thương. Hai người tiếp xúc thì có thấy hiền lắm, dễ điều khiển, rất là vui và đáng để thử ạ. An toàn của khách được đặt lên hàng đầu, với những chú ngựa được chăm sóc chu đáo và đội ngũ huấn luyện viên luôn theo sát khách trong quá trình cưỡi ngựa. Bước đầu tiên để làm quen với ngựa là mình chải lông ngựa, rồi xong mình dắt đi vài vòng, sau đó mình đóng yên ngựa, sau mình lên lưng ngựa. Trước khi lên lưng ngựa mình phải khởi động thao tác tay chân cho nó nhuần nhuyễn cơ thể để lên ngựa nó không bị dập bẻ. Với nhiều cư dân thành phố, dịp cuối tuần không phải đi đâu xa, chỉ cần ở ngay ngoại ô có thể tận hưởng không khí trong lành và thong dong trên lưng ngựa. Đi trên những cánh đồng muối trắng thời gian gần đây thì làng muối Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, Cà Mau, mọi người sẽ cảm nhận những thay đổi rõ rệt trong cách nghĩ và cách làm của bà con diêm dân nơi đây. Muối bây giờ được kéo chứ không phải làm thủ công như xưa. Điều này góp phần tăng năng suất và giá trị cho hạt muối. Chiếc máy kéo muối này do ông Dương Văn Minh ở ấp Lưu Qua Thanh, xã Tân Thuận chế lại từ một máy kéo muối khác mà ông có dịp học hỏi để phù hợp điều kiện địa phương. Máy kéo thẳng luôn, còn kia cầm gom rồi mắc hốt rồi đẩy lên đó. Còn cái này chỉ cái máy mình kéo cái đầu cào rồi cái máy phăng lên tới nền luôn để mình bán được luôn đó. Được biết, chiếc máy này hoạt động bằng động cơ xe máy có ròng rọc, nhiên liệu xăng, độ cao thì được làm bằng gỗ và kim loại. Chi phí cho chiếc máy khoảng 6 triệu đồng. Gần ngày vừa cào vừa đẩy luôn. Là máy này chỉ trong một buổi sáng tí xíu là xong rồi. Có cái máy thì nó muối nó đẹp mà nó tốt hơn, mình làm nó nhanh lẹ hơn. Cái máy sức kéo này thì bà con cũng mới và phát minh chế tạo ra để làm thay cho cái sức lao động của bà con. Cái này cũng là điều mới mà rất là phấn khởi của bà con và nhân dân ở đây. Người dân ở ấp Lưu Qua Thanh nhiều năm nay nổi tiếng học hỏi áp dụng kỹ thuật sản xuất tiên tiến. Và chiếc máy cào muối mới này hứa hẹn sẽ đem đến cho họ những vụ muối vui.
Tiếp theo là một sản phẩm thú vị. Thông qua ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tỉnh Lâm Đồng tổ chức hàng năm, đã có nhiều dự án do người dân trực tiếp đề xuất và thực hiện được đánh giá cao, tiêu biểu là dự án gieo các loại nông phẩm ở Lâm Đồng. Gắn bó từ nhỏ với cây hồng trên đất Tran, chị Lê Thị Yếm Dinh, huyện Đơn Dương biết rất rõ các giống hồng được trồng trong thị trấn này. Nhận biết về chất lượng của quả hồng ở Tran, sự độc hại trong sản xuất hồng sấy than cũng như lợi nhuận từ sản phẩm không nhãn mác không cao, chị đầu tư máy móc vào chế biến và xây dựng thương hiệu cho hồng sấy. Hiệu quả mình sẽ thấy rõ là người nông dân sẽ ổn định về kinh tế nhiều hơn. Thay vì hồi trước là người ta khé cây hồng đi khé là nhiều, thì hiện tại là đã thấy là có những cái vườn đã bắt đầu gây dựng trở lại. Thì đây là cô thấy cái công ty này mở ra là có tạo điều kiện cho chị em là làm là cũng công việc cũng tốt, công nhân họ làm tốt. Công ty còn hướng đến các loại nông sản khác được sản xuất 100% bởi nguồn nguyên liệu tự nhiên tại Lâm Đồng. Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh 3 sao cùng giải nhất cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lâm Đồng. Các sản phẩm gieo có nhiều lợi thế trong việc nâng cao giá trị cho nông sản địa phương. Ở phường an ninh trật tự, hàng chục xe máy xẹp bánh vì trải đình, cần có biện pháp chế tài mạnh mẽ tệ nạn này. Và khởi tố nghi phạm giả danh công an lừa mẹ của bạn tù. Chiều tối qua, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập đến hiện trường điều tra, làm rõ cái chết của ông Nguyễn Văn Dũng, ngụ huyện Bù Đớp, tỉnh Bình Phước. Nạn nhân bước đầu được xác định tử vong do đuối nước trên sông Dòng Bé. Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, ông Dũng cùng một số bạn bè tổ chức ăn nhậu ở khu vực Hồ Nhà Bè thuộc dòng sông Bé, đoạn qua thôn Bù Tam, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập. Đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, ông Dũng trèo qua lan can của quán, nhảy xuống tắm. Tuy nhiên khi đang bơi, ông Dũng bất ngờ bị chìm xuống dòng nước sâu. Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ địa phương đã có mặt tại hiện trường, triển khai biện pháp tìm kiếm nạn nhân. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng tìm thấy và trục vớt lên bờ thành công, cách vị trí nơi ông Dũng nhảy xuống vài mét. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chiều 20 tháng 6, một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy đã xảy ra tại một ngã tư ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, một nam thanh niên bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, nam thanh niên khoảng 30 tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định, hướng từ tỉnh Tây Ninh đi thành phố Đồng Xoài. Đến ngã tư đường Nguyễn Thị Định với đường Trường Chinh thuộc khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, xe này bất ngờ va chạm với xe tải từ đường Trường Chinh bên phía tay phải của xe máy qua ngã tư. Tai nạn làm nam thanh niên ngã xuống đường và bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Nhận tin báo, cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Xoài đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Chiều ngày 20 tháng 6, hàng chục xe máy bất ngờ bể bánh khi di chuyển trên quốc lộ 51, đoạn qua phường Tam Phước và phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trên đoạn đường hướng từ huyện Long Thành đi thành phố Biên Hòa này, nhiều người phát hiện trên bánh xe bị dính rất nhiều mảnh kim loại nhỏ, gây lủng rách vỏ xe. Đáng nói trên tuyến đường nói trên, từ lâu đã bị nhiều người đi xe máy phản ánh xuất hiện nạn rải đinh dày đặc, không ít đối tượng rải đinh đã bị cơ quan chức năng xử phạt. Vụ việc vẫn cần xác minh làm rõ, đồng thời không thể thiếu biện pháp khắc phục để tránh hậu quả đáng tiếc. Chiều qua, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhân, 23 tuổi. Nghi phạm này đã giả danh công an vào lừa đảo chiếm đoạt tài sản mẹ của bạn tù. Theo hồ sơ, vào khoảng tháng 9 năm 2021, Nhân và Trần Văn Nhớ, 18 tuổi, cùng chấp hành án tại trại giam công an tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, Nhớ đã cho Nhân số điện thoại của mẹ mình và nhờ Nhân khi ra tù thì báo cho bà biết là Nhớ vẫn khỏe. Chấp hành xong án tù trở về địa phương, ngày 22 tháng 12 năm 2021, Nhân gọi điện cho mẹ Nhớ, tự xưng là cán bộ trại tạm giam công an tỉnh Vĩnh Long. Y yêu cầu chuyển tiền gửi cho Nhớ chi tiêu sinh hoạt cá nhân. Tin lời, mẹ của Nhớ đã chuyển tiền cho Nhân 5 lần với tổng số tiền là 10 triệu đồng. Sau đó do nghi ngờ nên người mẹ đã liên hệ trại tạm giam công an tỉnh Vĩnh Long và phát hiện bị lừa nên trình báo công an. Tại cơ quan công an, Nhân đã thừa nhận hành vi phạm tội. Được biết Nhân vừa mãn hạn tù về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích thì nay lại tiếp tục phạm tội. Ở phần thế giới cập nhật, xe taxi leo lề tông nhiều người ở New York. Và Thái Lan phát triển hai công viên rộng lớn giữa Bangkok.
Tại thành phố New York, Mỹ, 6 người đã phải nhập viện sau khi một chiếc xe taxi lao lên vỉa hè và tông vào người đi đường. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 20 tháng 6 theo giờ địa phương. Vụ tông xe xảy ra ở trung tâm thành phố gần tòa nhà Empire State. Cảnh sát cho biết chiếc taxi đang rẽ trái thì va chạm với một người đi xe đạp, sau đó lao lên vỉa hè, bất ngờ tăng tốc và tông mạnh vào hai phụ nữ, ép họ vào tường. Hàng chục người dân quanh đó đã phải hợp lực để giải cứu các nạn nhân. Trong số những người bị thương có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát cho hay vụ việc có thể là tai nạn nhưng cần điều tra thêm. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA thông báo, kính viễn vọng không gian Hubble tiếp tục chụp được nhiều bức ảnh một hố đen lang thang trong dải ngân hà. Khám phá mới này trong tháng 5 khiến NASA tin rằng đây có thể là một hố đen gần nhất, chỉ cách chúng ta 80 năm ánh sáng. Hố đen lang thang mới được phát hiện trong nhánh xoắn ốc Carina Sagittarius của dải ngân hà. Trong khi đó, trái đất của chúng ta nằm trong nhánh xoắn ốc Orion. Hố đen vừa được phát hiện di chuyển với tốc độ khoảng 160 km một giờ. Với vận tốc này, hố đen chỉ mất khoảng 3 giờ để đi từ trái đất đến mặt trăng. Hiện hai nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Kính viễn vọng Không gian ở Baltimore và Đại học California đang làm việc cùng nhau để xác định chính xác hơn vị trí của hố đen. Kính thiên văn truyền thống thường không có khả năng phát hiện hố đen. Tuy nhiên, kính viễn vọng Hubble lại có thể phát hiện ra các hiệu ứng công dân trọng lực do hố đen gây ra. Theo NASA, khả năng trái đất có thể bị hút vào một hố đen lang thang là khá thấp. Mặc dù hố đen di chuyển khá nhanh, nhưng lại không đủ nhanh để có thể tới thái dương hệ của chúng ta trong tương lai gần. Nhiều con đường ở thủ đô Bangkok của Thái Lan nườm nượp xe cộ, nhưng ẩn mình giữa trung tâm thành phố đó là hai công viên rộng lớn, nơi người dân đến dạo chơi để tạm thoát khỏi sự náo nhiệt của đô thị. Xanh hơn, đáng sống hơn, công viên rừng Benchakitti với diện tích 72 hectare đang mang lại bóng mát, không gian trong lành và yên tĩnh cho cư dân Bangkok. Trước đây, công viên Benchakitti vốn là khu vực đặt các nhà máy thuốc lá Thái Lan. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, khu vực này đã được cải tạo và quy hoạch thành trung tâm xanh của thủ đô. Vào những ngày cuối tuần, công viên này thu hút tới 12.000 người ghé thăm để chạy bộ, đạp xe, tham quan và chụp ảnh. Với thiết kế kết hợp giữa cái cũ và cái mới, các kiến trúc sư đã giữ lại hơn 1.700 cây trưởng thành ban đầu của Benchakitti, sau đó trồng đang xen gần 7.000 cây non nhằm tạo ra thảm thực vật xanh tốt trong công viên. Cách đó 6 km, một công viên xanh khác cũng được xây dựng trải dài trên sông Chao Phraya. Công viên bầu trời Chao Phraya dài 280 m được cải tạo từ một cây cầu cũ cách đây 2 năm. Lễ hội hoa nghệ thuật Infiorata ở Italia thường được tổ chức vào tháng 6 hàng năm. Những bức tranh từ những cánh hoa đủ màu sắc là điểm thu hút nhiều khách du lịch đến với sự kiện này. Những thảm hoa trên những con đường dẫn vào thị trấn Gazzano vào những ngày này khiến nhiều du khách mê mẩn. Chúng là tác phẩm của các nghệ sĩ nông dân và tình nguyện viên. Họ dùng phấn phát thảo các đường nét trên đường, rồi rải cánh hoa, hạt giống và cây cỏ vào đúng vị trí để tạo thành những bức họa đầy màu sắc. Năm nay có tổng cộng 14 bức tranh hoa, mỗi tác phẩm rộng khoảng 100 mét vuông, được tạo ra từ cánh của 350.000 đóa hoa. Người ta sử dụng cả hạt tiểu hồi, hạt thông, vỏ cây thông, ngũ cốc, ớt và các loại rau thơm. Lễ hội Infiorata ra đời vào thế kỷ thứ 18. Người dân hai bên đường tung cánh hoa khi đoàn rước lễ đi qua. Sau đó người ta bắt đầu rải cánh hoa để tạo thành những bức tranh. Ban đầu chỉ là vài hoa văn nhỏ. Từ từ, sự kiện này mở rộng với nhiều tác phẩm kỳ công hơn và trở nên như ngày hôm nay. Năm nay là năm thứ 244 lễ hội này được tổ chức và là năm đầu tiên sự kiện trở lại sau đại dịch COVID-19. Những ngày qua, công viên Von Vendan ở thủ đô Bruxelles của Bỉ lại được chìm trong không gian lễ hội thời Trung Cổ. Được tổ chức định kỳ hàng năm vào trung tuần tháng 6, đây là lễ hội là dịp mà để nhiều người tìm hiểu cuộc sống của người dân cổ đại vào 800 năm trước. Trong khung cảnh huyền diệu, mọi người cùng nhau thưởng thức các màn đấu kiếm hấp dẫn của các hiệp sĩ, ngắm nhìn những người nông dân tỉ mỉ làm đồ thủ công hay tìm hiểu về cách chế biến những món ăn lâu đời. Món ăn của tôi có từ lâu đời rồi, gồm có tỏi, tỏi tây. Tôi xào lửa nhỏ cho ngấm, rồi sau đó đổ vào cái bình gốm này, hầm trong 3 tiếng. Thông thường sẽ phải đào một cái lỗ sâu trên mặt đất, rồi đặt nồi lên nấu. Chúng tôi tái hiện những truyền thống từ thời Trung Cổ. Điều này rất quan trọng để giữ gìn bản sắc văn hóa. Nhiệm vụ của các cung thủ này là bảo vệ người dân trong vùng. Chúng tôi đi khắp nơi để biểu diễn. Ngoài ra, du khách còn bị thu hút khi ghé thăm các trại thời Trung Cổ, được chơi cờ tướng hoặc tìm hiểu về các chiến thuật trang bị vũ khí của từng bộ lạc thời xưa.
Lễ hội cũng là dịp để các nghệ nhân, những người thợ thủ công xa gần đem đến trưng bày và bán những sản phẩm do chính tay mình làm ra. Tiếp theo đây sẽ là các sự kiện thể thao và thông tin cập nhật vừa diễn ra trong đêm và rạng sáng nay. Và anh Tú Lâm sẽ trình bày ngay đến quý vị. Xin mời anh ạ. Xin cảm ơn Vĩnh Phú và Mỹ Khôi. Và thưa quý vị, ở phần kế tiếp. Kết quả chặng 1 giải xe đạp địa hình ở dãy Dolomite. Và tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy tối qua ở Linh Xuân, thành phố Thủ Đức. Thông tin cập nhật tới 23 giờ khuya qua, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh mới khám nghiệm xong hiện trường vụ va chạm giữa xe đầu kéo và một xe máy, làm một người cha tử vong, con gái thì bị thương. Theo người dân ở hiện trường, khoảng 18 giờ 35 phút, xe đầu kéo do tài xế Lê Thành Quang, quê Bình Dương điều khiển chạy trên quốc lộ 1K hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Dương. Khi tới bãi xe số 216 quốc lộ 1K thuộc phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, tài xế cho xe rẽ phải vào bãi thì va chạm với xe máy do anh Nguyễn Trung Hiếu, 42 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, cầm lái, chở theo hai con nhỏ 7 tuổi và 10 tuổi. Tai nạn làm người cha và con gái 7 tuổi bị thương được đưa vào bệnh viện. Người con gái 10 tuổi chỉ trầy sức nhẹ. Anh Hiếu sau đó tử vong tại bệnh viện. Nhận thông tin, Công an thành phố Thủ Đức và đội cảnh sát giao thông Bình Triệu đã điều tiết giao thông, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với những thông tin được cập nhật trong ngày. Chúc quý vị một ngày làm việc mới thuận lợi, tốt đẹp. Xin kính chào tạm biệt.